Dạ, trước tiên thì đại diện cho cộng đồng người Việt tại Cáp Sền, chúng tôi muốn gửi đến quý vị với một lời cảm ơn chân thành cho những yêu thương và sự ưu ái mà chúng ta đã dành cho nhau suốt những năm qua. Văn hóa là một đa giá của những con người hợp lại. Chính vì vậy, hôm nay, cộng đồng người Việt tại Cáp Sền đón Noel về. Đêm Noel, ta hãy cùng đi lên, cùng chào đón những tà áo dài, mang đậm nét đặc sắc của quê hương do các mẫu hậu của Cáp Sền trình diễn. Tà áo dài tượng trưng cho phụ nữ Việt Nam hiền hòa, chân thành và giàu tình nhân ái. Xin mời tất cả quý vị cho một tràng pháo tay để nhiệt liệt chào đón các mẫu hậu đến từ Cáp Sền với tà áo dài duyên dáng Việt Nam. Bắt đầu nhẹ nhẹ bước chân đi với tà áo dài thướt tha xinh xắn của người con đất Việt tại Cáp Sền, tràn ngập niềm vui phơi phới chào đón mùa xuân mới. Bắt đầu.
tất cả dàn hàng để cho các đứng lùi lại một chút để lấy ánh sáng cho nó đẹp. Tất cả các đề nghị tất cả các phóng viên chúng ta chụp những bức ảnh đẹp nhất để tặng lại và đến một kỷ niệm chúng ta có thể về. Tiếp tục là tất cả chúng ta là tất cả hội viên có thể chụp thêm vài bức ảnh để cho chắc chắn là. Chụp mấy thêm mấy fan nữa anh. Thống nhất là ok, tất cả chúng ta giơ tay lên là ok. Rồi, tất cả rất nhiều bức ảnh chưa? Ok, xin cảm ơn nhiều. Cảm ơn.